Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng game ghép hình Dragon Ball với Template Slide Puzzle. Những gì bạn sẽ học được trong bài này? Bạn sẽ học được cách thay đổi các thiết kế đồ họa có sẵn thành thiết kế của bạn. Học cách thêm một vài đối tượng vào hiệu ứng và làm quen với đối tượng 2D Screen Image. Cách gán texture cho đối tượng đó. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm một game mô phỏng game xếp hình. Mình tạm gọi vậy đi ha. Người chơi sẽ phải di chuyển các mảnh ghép đã bị xáo trộn của một tấm hình sao cho các mảnh ghép đó ghép lại thành đúng hình ban đầu. Cũng hơi IQ đó. Game chúng ta sẽ ghi nhận lại thời gian và số bước mà người dùng đó di chuyển. Ok, let's go. Thiết kế hình ảnh. Mình đã chuẩn bị một file thiết kế bằng phần mềm Canva. Bạn có thể lấy link ở phần mô tả để sử dụng nhé. Trong bài này chúng ta chỉ cần 3 hình. Một hình để làm hình ảnh cho người chơi ghép một hình logo và một hình Goku như này trang trí thêm cho đẹp. Vậy thôi. Bạn tải về bằng cách chọn vào nút chia sẻ, chọn tải xuống, loại tệp là PNG, chọn vào nền trong suốt. Tất cả các trang và tải xuống. Sau khi tải bạn sẽ được một folder như hình. Xây dựng với Effect House. Mở Effect House, mục template bạn chọn vào mẫu slide puzzle này nhé mở nó lên. Bây giờ bạn đã thấy giao diện làm việc quen thuộc của Effect House. Bên trái là mục tip. Ở đây ghi tất cả hướng dẫn mà bạn có thể làm theo, như Open Visual Scripting Panel, Import Your Own Image, Set the Puzzle Image, bla bla. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi hình ảnh mặc định thành hình ảnh của bạn nhé. Đầu tiên, bạn mở folder này ra, chọn Textures. Trong này chứa tất cả hình ảnh của dự án. Đây là hình ảnh mặc định của cái puzzle ấy bạn nhấn vào replace asset để đổi thành hình ảnh mà chúng ta đã thiết kế nhé chọn hình này ok như vậy là bạn đã thấy hình ảnh đã được thay đổi rồi để mình chơi thử cho bạn xem nhé ok cool phải không về cơ bản bạn chỉ cần làm đến đây là đã hoàn thành game này rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn thêm một vài đối tượng hình ảnh vào cho nó sinh động hơn nhé Bây giờ bạn mở thư mục chứa các hình ảnh mà chúng ta đã thiết kế. Bạn cần import Hi-Fi này vào Effect House bằng cách chọn chúng, nắm và kéo vào mục Assets Panel. Khi import thành công, bạn sẽ thấy hai hình ảnh đó ở đây. Bây giờ, hãy thêm một object mới. Mục 2D, chọn Screen Image. Ok, một đối tượng mới đã được tạo. Hãy đổi tên cho dễ quản lý nhé. Bây giờ gắn texture cho đối tượng này bằng cách nhấn vào texture. Chọn texture có tên là Goku. Done mình sẽ thay đổi size cho nó ở đây, cho nó nhỏ lại xíu, di chuyển nó qua đây, chắc phải xoay nó một xíu, ok, trông ổn đấy Bây giờ mình sẽ di chuyển phần counter này qua bên trái để nó không bị đè lên nha. Bạn chọn vào nhóm đối tượng counter, nắm và kéo dịch nó qua mép trái như này là được. Bây giờ sẽ thêm logo Dragon Ball vào nhé, làm như cũ, chọn Add Object vào mục 2D chọn Scene Image. Đặt tên cho nó là Logo. Tiếp theo gắn Texture cho nó là hình ảnh có tên là Logo. OK. Cho nó nhỏ lại một xíu bằng cách chỉnh Scale. Di chuyển nó. Bạn có thể đặt nó phía dưới như thế này. Hoặc đặt nó ở đây. Mình thì mình thích đặt nó lên trên cùng luôn. Sau đó chọn vào nhóm đối tượng Timer. Di chuyển nó xuống một xíu cho không bị đè lên nhau. Ok, đẹp rồi á. Việc cuối cùng, mình sẽ chỉnh sửa lại màu sắc một xíu bằng cách thay đổi các thông số màu sắc ở trong bảng Visual Scripting. Để mình phóng to bảng này ra cho dễ nhìn nhé. Trong đây bạn sẽ thấy có 3 màu là Primary, Secondary và Text Color. Primary là màu của bảng này. Bạn thay đổi theo ý thích nhé. Mình sẽ cho nó tối màu hơn một xíu màu chữ mình sẽ chuyển nó qua thành màu đỏ. Còn màu secondary mình sẽ cho nó có màu vàng chanh như logo cho đẹp. Ok, vậy là bạn đã chỉnh sửa màu sắc cho hiệu ứng xong rồi đó. À, nếu bạn muốn tăng độ khó cho game, bạn có thể thay đổi thông số mục difficulty. Mặc định là 6, bạn có thể thay đổi nó lên 10, nghĩa là người chơi cần di chuyển ít nhất 10 bước mới có thể hoàn thành nếu đặt là một đồng nghĩa với cấp độ dễ nhất chúc mừng bạn vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành game này rồi chúc bạn có một ngày học tập và làm việc thật nhiều năng lượng